quý vị có một buổi trưa vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11:30 trên kênh BRT. Tâm điểm của chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay là: giao dịch đất đai tại thành phố Bà Rịa tăng mạnh. Người dân Tân Thành vui mừng trước thông tin thành lập thị xã Phú Mỹ. Những cây cầu ở vùng đất cảng sẽ chuyển đến quý vị trong tiểu mục Bà Rịa Vũng Tàu đất và người hôm nay. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Và trước tiên chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố Bà Rịa kết nạp gần 520 đảng viên là công đoàn viên, đồng thời thành lập mới 49 công đoàn cơ sở với 2.576 công đoàn viên mới. Thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, trong 10 năm qua, thành phố Bà Rịa còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 299 doanh nghiệp, giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động, qua đó kịp thời giải quyết những bức xúc trong công nhân lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, cải tiến kỹ thuật được công đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 10 năm, có trên 95% công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu thi đua lao động giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, 60% tập thể lao động tiên tiến. Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, tại thành phố Bà Rịa, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giao dịch đất đai đang trở nên sôi động. Đất nền tại địa phương này không ngừng tăng mạnh và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bà Rịa, mỗi ngày đơn vị nhận từ 200 đến 250 hồ sơ mua bán sang nhượng tách thửa, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Địa bàn diễn ra giao dịch đất đai sôi động nhất là tại hai xã Hòa Long, Tân Hưng và phường Long Hương. Thì nhìn chung là trên địa bàn phố Rịa là biến đất đai đang sôi động rất nhiều, đặc biệt là có ba địa bàn nổi trội lên, trong đó là địa bàn xã Hòa Long, phường Quốc Hưng và gần đây nhất là địa bàn trên phường Long Hương. Lại khu vực Hòa Long và Quốc Hưng là hai khu vực giáp ranh nhau, thì trên đó là có những cái tuyến đường mới được hình thành đưa vào sử dụng, và dọc theo các tuyến đường đó là có là quy hoạch của nhà nước là quy hoạch khu dân cư, đất đai dọc theo đó là của người dân, người ta lớn nên người ta phù hợp quy hoạch khu dân cư thì người ta phân lô tách thửa là người ta chuyển nhượng cho nhau. Thành phố Bà Rịa khuyến cáo người dân cần thận trọng trong giao dịch, tìm hiểu kỹ quy hoạch và nguồn gốc thửa đất trước khi mua, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Tiếp theo là những thông tin trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Công tác cải cách hành chính ở huyện Xuyên Mộc tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện với các nội dung như cải cách thể chế, cải cách thủ tục, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Năm 2018, huyện Xuyên Mộc tiếp tục duy trì hiệu quả bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở, theo trình tự thủ tục quy định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. 100% các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã được lắp đặt mạng Internet, sử dụng phần mềm eOffice để phục vụ công tác chuyên môn. Thông qua phần mềm khảo sát mức độ hài lòng của người dân, từ đầu năm đến nay, huyện Xuyên Mộc đã ghi nhận trên 90% ý kiến người dân hài lòng về thái độ phục vụ hành chính tại địa phương. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, giá cả ổn định, những năm gần đây cây mía đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, ngoài tiêu, điều, chuối, hiện cây mía được bà con nông dân lựa chọn là một trong những cây trồng chủ lực. Tính đến thời điểm này, xã Tân Lâm có trên 100 hectare diện tích trồng mía, bình quân mỗi hectare cho lợi nhuận trên 100 triệu đồng một năm. Do hiệu quả từ cây mía nên những năm gần đây, nhiều hộ đã đầu tư nhân rộng mô hình, thậm chí có hộ còn thuê thêm đất để trồng. Ủy ban nhân dân xã Tân Lâm đang xây dựng đề án hình thành vùng chuyên canh mía, hướng tới thành lập tổ hợp tác trồng mía để ổn định thu nhập lâu dài cho bà con nông dân. Những ghi nhận tại huyện Tân Thành sẽ nối tiếp thông tin địa phương trưa nay. Tại phiên họp ngày 12 tháng 4 vừa qua,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua việc thành lập thị xã Phú Mỹ. Đây là cơ sở pháp lý và cũng là tiền đề để huyện Tân Thành và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tiếp nhận thông tin này, hầu hết người dân trên địa bàn huyện Tân Thành đều rất vui mừng. Đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường xã thuộc thị xã Phú Mỹ được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua theo Nghị quyết 05 tại kỳ họp bất thường ngày 16 tháng 5 năm 2017. Thị xã Phú Mỹ được thành lập mới có 10 đơn vị hành chính gồm 5 phường Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên. Thị xã Phú Mỹ được thành lập có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đô thị Phú Mỹ, là nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân huyện Tân Thành nói riêng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Có điều kiện lên thị xã thì người dân mong muốn có vậy là nó phát triển thì nó mừng vui hơn. Nhà cửa đường xá đầu tư đầy đủ, trường học có đầy đủ. Nhà người dân ổn định, khỏe hơn nhiều. Cuộc sống làm công việc rất là nhiều chuyện làm. Nhiều hơn lúc trước. Là trung tâm công nghiệp cảng biển lớn của khu vực phía Nam và cả nước, việc huyện Tân Thành được nâng cấp lên thị xã cũng tác động rất lớn đến tiến trình phát triển của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đánh giá của Hội Nông dân huyện Tân Thành, thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã phát huy mạnh mẽ về nguồn lực, khai thác tiềm năng về đất đai, lao động vốn có, tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ. Đồng thời, nông dân đã tiếp cận thị trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách hợp lý, giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân. Để đạt hiệu quả cao trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ngay từ đầu năm, phong trào này được Hội Nông dân huyện Tân Thành phát động đến 100% cơ sở chi tổ hội trong huyện. Năm 2017, qua bình xét cuối năm, toàn huyện có trên 4.500 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương 42 hộ, cấp tỉnh 223 hộ, còn lại là cấp huyện và cấp cơ sở. Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cao đã thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của hội nhằm thực hiện có hiệu quả đề án, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân trên địa bàn. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông huyện Tân Thành, quý 1 năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, với 16 vụ tai nạn giao thông, 9 người chết và 11 người bị thương. So với năm 2017, giảm 2 vụ, giảm 4 người chết và 2 người bị thương. Theo Cảnh sát Giao thông huyện Tân Thành, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu vẫn do ý thức chấp hành luật giao thông của người dân chưa cao, như không chú ý quan sát khi lưu thông, không làm chủ tốc độ, tay lái, không đúng phần đường, làn đường quy định. Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, lãnh đạo huyện Tân Thành yêu cầu các địa phương, các ban ngành, đoàn thể phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải sát với tình hình thực tế của từng xã thị trấn và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thông tin được ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ tiếp nối ngay sau đây. Trong quý 1 năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ triển khai phân bổ kịp thời nguồn vốn tín dụng cho vay đúng đối tượng. Đến cuối tháng 3 năm 2018, ngân hàng cho vay hơn 258 tỷ 128 triệu đồng, tăng gần 26 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hiện doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ đạt 22 tỷ 290 triệu đồng với 684 hộ vay. Tổng dư nợ cho vay gần 236 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương hơn 28 tỷ 430 triệu đồng. Cùng với công tác giải quyết vốn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tại 4 điểm giao dịch, 10 tổ tiết kiệm và vay vốn với 50 hộ vay. Trong quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, tốt công tác cho vay, thu nợ, thu tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Huyện Đoàn Đất Đỏ vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi tin học trẻ năm học 2017-2018 với sự tham gia của 49 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm học 2017-2018. Tại hội thi tin học trẻ năm học 2017-2018, huyện Đất Đỏ, với thời gian 120 phút, các thí sinh khối tiểu học tham gia thi thực hành lập trình giải những bài toán thuộc chương trình tiểu học. Tạo tập tin có chèn tranh ảnh do thí sinh tự vẽ.
giải bài tập Pascal đối với khối trung học cơ sở, thời gian 150 phút. Ban tổ chức đã trao các giải thưởng và chọn các thí sinh xuất sắc nhất của hai khối để tham gia hội thi tin học cấp tỉnh thời gian tới. Những thông tin cuối trong phần thông tin địa phương hôm nay được ghi nhận tại huyện Long Điền. Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên 43 chiến sĩ mới của huyện đang huấn luyện tại trường quân sự tỉnh. Theo báo cáo của đơn vị huấn luyện, qua hơn một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới huyện Long Điền đã an tâm tư tưởng, khắc phục những khó khăn trong thời gian đầu nhập ngũ, rèn luyện học tập, chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Các hoạt động huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật điều lệnh, huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao, giáo dục chính trị hậu cần được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, tỷ lệ quân số tham gia đạt 100%. Tại buổi đến thăm, đoàn lãnh đạo huyện đã trao tặng mỗi chiến sĩ mới một phần quà bằng tiền mặt 400.000 đồng, đồng thời động viên các chiến sĩ mới của huyện phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết gắn bó chặt chẽ với đơn vị, đóng góp công sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 77 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Trung học cơ sở Văn Lương huyện Long Điền tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề Tuổi trẻ Văn Lương tiếp bước cha anh lần thứ 8 năm học 2017-2018 nhằm gây quỹ học bổng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Chương trình văn nghệ gồm 16 tiết mục do giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Văn Lương biểu diễn, gồm nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa và nhảy hiện đại. Với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các ca khúc về chủ quyền biển đảo, ca ngợi tình cảm bạn bè, thầy cô giáo và ca ngợi mái trường thân yêu. Từ chương trình văn nghệ này, nhà trường đã nhận hơn 100 triệu đồng từ sự ủng hộ đóng góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường cho quỹ học bổng giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường đến lớp học tập. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng hải sản khai thác của huyện Long Điền hơn 18.640 tấn, bằng 87,2% so với cùng kỳ. Trong đó thủy sản khai thác hơn 18.500 tấn, thủy sản nuôi trồng 116 tấn. Đến nay, trên địa bàn huyện Long Điền có 40 hộ cá nhân tổ chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đủ điều kiện đóng mới tàu cá, 28 tàu đã hoạt động. Hiện có 139 tàu cá đăng ký thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa năm 2018 theo quyết định 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Long Điền đang tiếp tục tập trung tuyên truyền hướng dẫn ngư dân chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để được vay vốn theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ tại Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật về khai thác thủy sản cho các ngư dân vùng biển. Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các vùng trong khu công nghiệp và khu vực cảng biển trên địa bàn huyện Tân Thành, những năm qua, nhiều tuyến đường quy mô ngàn tỷ trên địa bàn huyện Tân Thành đã được đầu tư. Đi qua một vùng rừng nước rộng lớn để nối dài những tuyến đường, không thể không có những cây cầu. Do đặc thù địa hình nhiều sông, kênh rạch, việc xây dựng những con đường ở khu vực cảng Cái Mép, Thị Giải luôn có các gói xây dựng cầu. Và bởi vì những phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này đều là các phương tiện tải trọng nặng, nên các cây cầu cũng được thiết kế và xây dựng quy mô hiện đại với chi phí rất lớn. Cầu rạch ngã tư nằm trong gói thầu số 5. Gói thầu xây dựng cầu và đường nối từ quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Giải, còn gọi là đường 965. Trong đó, phần đường dài 8,5 km và phần cầu dài gần 345 m. Cầu rạch ngã tư là cây cầu được xây dựng đầu tiên tại khu vực Cái Mép Thị Giải. Chiều rộng cầu 22 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2008, hoàn thành vào tháng 1 năm 2013. Công trình cầu và đường nối từ quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số 6 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu dịch vụ tư vấn của dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Giải. Tuy nhiên, công trình này lại có vai trò rất quan trọng với chủ trương phát triển cảng biển nói chung. Việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng luồng vào cảng, đường kết nối cảng đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài,
các hãng vận tải biển lớn của thế giới từ Mỹ, Đan Mạch, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông. Tiếp sau dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, năm 2009, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục khởi công dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông sau cảng để vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ quá trình thi công và khai thác cho toàn bộ hệ thống cảng và khu công nghiệp trong khu vực. Trừ dự án cầu Phước An sau này đã được tách ra thành một dự án riêng, cũng có thể xem là giai đoạn 2 của dự án đường liên cảng và hiện tại vẫn chưa khởi công, thì dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải có đến 3 cây cầu, bao gồm cầu Vàm Gửi thuộc dự án thành phần số 1, cầu Bàn Thạch thuộc dự án thành phần số 3, cầu Rạch Mương thuộc dự án thành phần số 7, tổng chiều dài các cầu khoảng 1.356 m. Trong các dự án mà ban được giao làm chủ đầu tư thì có các cây cầu lớn và đã được hoàn thành. Các cây cầu này nó góp phần quan trọng trong việc hình thành một mạng lưới giao thông liên tục hoàn chỉnh nhằm kết nối các hệ thống cảng ở khu vực Cái Mép Thị Vải với các khu công nghiệp hai bên. Trước khi triển khai xây dựng các công trình giao thông ở đây, là khu vực này là khu vực rừng ngập mặn, kênh rạch chằng chịt thì giao thông sẽ bị đứt quãng, không liên tục được, cho nên ý nghĩa của cây cầu này là hết sức quan trọng. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải, hiện tại tất cả các cầu trên tuyến đường liên cảng đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cảng trong khu vực. Về lịch sử ấy, thì cái tuyến đường này xây đến đâu thì cảng có đến đấy. Cũng như là đầu tư quyên cầu mới thì bắc qua cảng CMAT và cảng TCTT, và mới cái cầu mới tiếp theo thì bắc qua cái khu của Cái Mép Hạ. Chúng ta đầu tư đến đâu thì chúng ta có cảng đến đấy và chúng ta có sản lượng hàng hóa thông qua đến đấy. Song song đấy thì cái cầu cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa hàng hóa giữa các cảng với nhau và trung chuyển hàng hóa giữa các cảng với nhau. Tháng 4 năm 2016, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục khởi công dự án đường Phước Hòa - Cái Mép, một trong những dự án giao thông đối nội quan trọng để kết nối nội vùng phục vụ hành lang kinh tế Phú Mỹ - Cái Mép - Long Sơn - Vũng Tàu. Công trình cầu Mỏ Nhác dài 696,70 m nằm trong gói thầu xây dựng đường và cầu được khởi công trước tiên do tính chất địa hình phức tạp. Theo thiết kế, cầu Mỏ Nhác là cầu bê tông cốt thép giữ ứng lực vĩnh cửu, cho phép các phương tiện được lưu thông với tốc độ 70 km/h. Mặt cắt ngang phần cầu rộng 20 m, bao gồm 6 làn đường, lan can và giải phân cách hai bên, có thể chịu được động đất cấp 6 theo khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, công trình cầu Mỏ Nhác đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc. Dự kiến cầu Mỏ Nhác sẽ hợp long vào tháng 7 năm 2018 và thông xe kỹ thuật vào trước 30 tháng 4 năm 2019. Quá trình mới ra ấy, thì toàn bộ khu vực này thì cái địa bàn trông rất là tùm, toàn là cây đước và đầm nuôi tôm của dân để thi công cái cầu Mỏ Nhác này. Thì ban đầu ở đây là nó có đặc thù là rất là khó khăn về các cái công tác vận chuyển các cái vật tư thiết bị vào công trường để làm. Thế nhưng với cái điều kiện khó khăn như thế, nhà thầu đã cố gắng để vùng đất này đã hình thành lên được cây cầu đảm bảo chất lượng và tiến độ. Dòng đường nước kênh rạch chằng chịt năm nào giờ đã đổi thay. Chẳng còn đâu nữa những ao đùn và những bãi sình lầy rộng lớn vốn là môi trường sinh trưởng của thảm thực vật nước mặn và các loài động vật nhuyễn thể. Thay vào đó là những con đường, những cây cầu quy mô hiện đại là tiền đề để phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Câu chuyện về những cây cầu ở vùng đất cảng cũng đã khép lại chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.